Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị định số 90 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và 6 năm thực hiện đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2020. Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức tư vấn hướng nghiệp dạy nghề cho hơn 1.800 người về tái hòa nhập cộng đồng. Hiện đã có hơn 5.500 người có việc làm, ổn định được cuộc sống, trong đó có gần 700 người được giới thiệu việc làm, có 85 người được đào tạo nghề, có 166 người được hỗ trợ vay vốn với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng thời gian tới tỉnh quảng nam tiếp tục triển khai nhiều mô hình hỗ trợ vay vốn xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp cơ sở sản xuất khi tham gia hỗ trợ đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù đồng thời phát huy vai trò của công an chính quy ở cấp xã trong quản lý giáo dục và giao chỉ tiêu về công tác tái hòa nhập cộng đồng